Sáng nay 26 tháng 6, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh long trọng tổ chức lễ phát động phong trào thi đua cán bộ công chức viên chức tỉnh Lai Châu thi đua thực hiện văn hóa công sở. Dự lễ phát động về phía Trung ương có các đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước; Phạm Thanh Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Trần Thị Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban thi đua khen thưởng Trung ương. Về phía tỉnh ta có các đồng chí Giàng Báo Mỹ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Vũ Văn Hoàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; Trần Tiến Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh, cùng các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể tỉnh. Diễn văn phát động phong trào thi đua cán bộ công chức viên chức tỉnh Lai Châu thi đua thực hiện văn hóa công sở nêu rõ: năm 2019 là năm quan trọng với quyết tâm cơ bản thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ 13, thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của Đảng, đất nước và của tỉnh. Để thực hiện được mục tiêu đó, trước hết cần tiếp tục xây dựng nền hành chính dân chủ, trong sạch, từng bước hiện đại, hoạt động hiệu lực hiệu quả, phục vụ nhân dân và phục vụ xã hội. Trong đó xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức vừa hồng vừa chuyên đóng vai trò quyết định. Chính vì vậy, cần phải xây dựng thực hiện chuẩn mực trong văn hóa công sở, tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao ý thức đạo đức nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đảm bảo tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả trong hoạt động thực thi nhiệm vụ, kiến tạo môi trường làm việc có văn hóa, hiệu quả, phòng chống tham nhũng. Với chủ đề cán bộ công chức viên chức tỉnh Lai Châu thi đua thực hiện kỷ cương, trách nhiệm, tận tụy, chuyên nghiệp trong hoạt động, xây dựng cơ quan đơn vị văn minh, hiện đại, xanh sạch đẹp, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh phát động: đối với cơ quan đơn vị thi đua hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ, chương trình, đề án được giao, triển khai đồng bộ các quy định về văn hóa công sở trong cơ quan đơn vị, thi đua xây dựng môi trường làm việc công bằng, dân chủ, văn hóa thân thiện và hiện đại, cơ quan xanh sạch đẹp, công sở văn minh, khoa học. Đối với cán bộ công chức viên chức thi đua thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức lối sống, đạo đức công vụ, cần kiệm liêm chính, trí công vô tư, trung thực giản dị, thẳng thắn, chân thành, đặc biệt không trốn tránh thoái thác trách nhiệm. Cán bộ công chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý phải công tâm, khách quan, gương mẫu trong giao tiếp ứng xử và thực hiện nhiệm vụ, tận tình chu đáo, thân thiện với người dân, với đồng bào, thực hiện nghiêm túc trang phục nơi công sở phù hợp với tính chất công việc, đặc thù trang phục của ngành, cơ quan, đơn vị. Hưởng ứng phong trào thi đua, đại diện lãnh đạo thành phố Lai Châu, Sở Giáo dục và Đào tạo, tỉnh đoàn đã thẳng thắn chỉ ra những mặt còn hạn chế trong văn hóa công sở ở đơn vị mình. Sau lễ phát động, các đơn vị sẽ nhanh chóng xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai để phong trào thi đua lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân, nhất là trong cán bộ, công chức, viên chức, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước đã chúc mừng và biểu dương những thành quả trên các lĩnh vực mà Lai Châu đạt được, chia sẻ những khó khăn mà Lai Châu đang phải đối mặt. Đồng thời đề nghị trong cái phong trào thi đua làm sao không chỉ trong cán bộ công chức viên chức, cái mong muốn thực hiện văn hóa công sở là trong đội ngũ cán bộ công chức viên chức, nhưng mà mong muốn đây là các đồng chí sẽ thể hiện được tấm gương để cho các cái phong trào thi đua khác được lan tỏa đến đông đảo quần chúng nhân dân. Chính vì thế mà chúng tôi rất mong muốn các đồng chí tiếp tục phát hiện và nhân rộng các cái điển hình, không phải chỉ trong cán bộ công chức viên chức mà những cái điển hình trong quần chúng nhân dân, trong từng đoàn viên, hội viên của các tổ chức chính trị, rồi trong từng cái đội ngũ lao động trực tiếp, những người nông dân, công nhân, cũng như là từng cái hộ gia đình của đồng bào dân tộc thiểu số, để chúng ta là lấy những cái hình ảnh đẹp, những cái điển hình tốt chúng ta nhân rộng ra, đặc biệt là trong tình hình hiện nay. Đồng chí cũng bày tỏ mong muốn thời gian tới tỉnh Lai Châu cần tập trung thực hiện tốt 3 phong trào thi đua lớn: phong trào thi đua cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới, phong trào thi đua cả nước vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau, và phong trào thi đua của cán bộ công chức viên chức phải trở thành tấm gương lan tỏa những hình ảnh đẹp, điển hình tốt đến các tầng lớp nhân dân. Tại lễ phát động, ban tổ chức đã công bố các quyết định của Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương lao động hạng nhất, nhì, ba cho 25 cá nhân, Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua cho 6 tập thể, tặng bằng khen cho 16 cá nhân.